Hello mọi người, tôi là Vinh. Bây giờ là gần 8 giờ tối và mình đáng lẽ là mình đi về đi ăn rồi nhưng mà vô tình lên Facebook đọc một cái đánh giá mới thì mình mới tranh thủ ngay lập tức làm cái video này để nhân cái việc này mình sẽ giải thích mọi người tại sao mình lại khuyến khích mọi người gọi điện qua tổng đài và thứ hai là đặt hàng qua website hơn là đặt hàng qua Facebook và đặt, đặt, đặt hàng qua điện thoại tất cả những cái điều này đều liên quan đến việc là bảo vệ quyền lợi của khách hàng ha và thứ hai là để uh, tăng cái tính minh bạch, tính hiệu quả. thì uh, như mọi người đang thấy uh, ở đây mình có một cái review là có anh này anh nói anh đặt một cái hộp mũi phai 127 ly lúc báo giá là 208 mà lúc nhận hàng là 308. Uh, thì mình sẽ nói rõ luôn mọi người đó là, là bên mình bán mũi phai thì có bốn loại. cái size đầu tiên á là cái size uh, 127 2 ly thì như cái size nó anh mua là 350.000 À, 350.000 chứ không phải là à, 280 cộng với cái tiền ship nữa thì mình nghĩ cái đơn này chắc cộng tiền ship này nữa thì chắc là nó phải 380.000 là chính xác về ship nội thành. À, thứ hai là cái size 12 ly thì là 380 của hãng TOTO, size uh, 6 ly 3 thì uh, giá nó là 200 rưỡi, còn size 6 ly thì 300 rưỡi. Chứ mình không có bán cái bộ mũi file nào 12 7, mà giá là 280 ngàn hết trơn á ha à, thì có thể lý do là một là nhân viên mình sai tức là nhân viên mình nhớ nhầm giá hoặc lộn giá hoặc là anh nghe nhầm tức nghĩa là bên mình bán hơn 5.000 sản phẩm mà cái lý do khi mà mình mọi người đặt hàng qua điện thoại nó rất là dễ bị sai thông tin tại vì không có người xử lý mà không thể nào nhớ hết được tất cả những cái sản phẩm mà mình đang bán và giá của từng sản phẩm chính xác thông tin mọi thứ không thể nào thì chỉ có mình ở đây thì là mình người tiếp xúc sản phẩm nhiều nhất mình sẽ hiểu sản phẩm nhiều hơn là những các bạn làm sale các bạn phục vụ ở bên dưới ngay điện thoại hay là trả lời Facebook thì mọi người sẽ chỉ có thể nắm biết một số sản phẩm nào đó thôi một phần thôi chứ không thể nào cùng một lúc mà nắm báo được tất cả những sản phẩm vì vậy nên là việc đặt hàng qua điện thoại rất là bị stress rất là stress tại vì mọi người hay rất là hay thay đổi à, alo đặt cái này xong cái một hồi lại thay đổi đặt cái khác rồi tùm lum tà la hết nhiều thứ lắm nên là nó rất là hay xảy ra những cái sai sót hmm. mình nghĩ đây có thể là một trong sai sót có thể là lỗi cho mình có thể là rõ là ảnh ảnh không có biết cái à, hoặc là ảnh nghe nhầm hoặc là ảnh nói sai thông tin hoặc là ảnh không nhớ nên là khi mình đặt hàng mọi người mình khuyến khích mọi người nếu mà có đặt hàng hay gọi điện thì đặt gọi điện qua tổng đài tại vì trên tổng đài của mình thì mình có lưu lại một trăm phần tất cả các cuộc gọi vào và gọi ra nên khi có vấn đề gì mình có thể truy xuất lại để mình kiểm soát xem ai là người có lỗi trong cái việc đó để mình có thể quy trách nhiệm À, còn khi mọi người đặt hàng qua Facebook cũng vậy việc đặt hàng Facebook thì nó cũng rất mất thời gian cả hai người mua thì có vẻ cảm giác rất là nhanh tại vì mình tận dụng mình bấm chat 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 nhưng cái người làm thì rất là phiền tại vì mình phải à, nếu tư vấn thì không hiểu thì nó đơn giản rồi nhưng mà khi mà mua mua một cái đơn hàng list từ trên xuống dưới 10 món mà cứ rải rác rải rác trong khi là vừa rải rác mà vừa lại hai hai đổi nữa thì nó rất là mất thời gian à còn khi mọi người đặt hàng trên website thì sao thì mình chỉ cần truy đúng lại cái mã đơn hàng đó thì mình có thể xem lại tất cả những cái thông tin mọi người đã đặt không có cái gì sai sót còn nếu mọi người có sai sót muốn thay đổi thì có thể hủy cái đơn hàng đó thì đặt cái đơn hàng khác khá là đơn giản ha à, thì giống như cái đơn hàng này mình đã giải thích rất là rõ ràng cho anh này anh hiểu tại vì nếu mà tại vì mình có những cái thử hơi hơi vô lý ở đây tức là nếu mà anh gọi điện đặt hàng 2.8 mà giao hàng 3.8 thì anh có quyền không nhận hàng thì ở đây mình đã đưa ra một cái Ờ uh, giải pháp một là anh đưa cho mình cái điện số điện thoại để mình xem là lỗi là do ai thứ hai là nếu mà ảnh không hài lòng nữa thì mình sẽ thu cái sản phẩm đó về và mình sẽ hoàn tiền cho cho ảnh thì đó là cách bên mình làm việc để đảm bảo cái uy tín của mình bên mình không bao giờ hai lời ha chỉ có vấn đề là ví dụ chân viên của mình bị sai sót thông tin bị thiếu thông tin thì cái chuyện đó mình sẽ sẵn sàng xin lỗi mọi người nhưng uh, như thế này thì nó hơi 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 quá tại vì chưa gì hết ảnh đã review một sao trong khi ảnh chưa có phản hồi lại cũng như là chưa có nhận được hết tất cả những cái 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 sự giải thích cũng như cái sự um, giải quyết của bên mình à. đó thì nó mình nói rõ luôn là nếu mà không có thì có quyền trả sản phẩm uh, cho bên mình à. thì cái chính sách của bên mình là nếu mà mọi người mua hàng bên mình mà có trục chặt hay những cái vấn đề gì thì mình sẽ giải quyết tới cùng mình sẽ giải quyết tới cùng thì ở đây mình giải quyết tới cùng và mình nhất quyết không có nhượng bộ Không nhượng bộ ở đây là nếu mà mọi người sai Thì mình sẽ không có cái chuyện mình 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 nhượng bộ cho cái sai đó Mình sẽ bảo, quyền, bảo vệ cái đúng của mình Còn nếu mà mình sai, mình sẽ nhận cái trách nhiệm sai và mình sẽ bồi thường cho mọi người Thì đó là cái cách mà bên mình làm việc và cái giá trị mà bên mình theo đuổi Bên mình cung cấp sự trung thực Bên mình cung cấp những cái sự mới mẻ, sự đa dạng, sự chuyên nghiệp Nha thì bên mình sẽ nhận lại những cái thứ phải tương tự như vậy đương nhiên là khách hàng thì không phải ai giống ai không phải ai giống ai nhưng mà mình sẽ cố gắng làm hài lòng mọi người trong cái khả năng của mình còn nếu mình không hài lòng được thì ok chúng ta có thể chia tay và chúng ta có thể tìm một cái mối lương duyên mới cái đó thì đó là như vậy cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình để mọi người có thể hiểu hơn về cái cách vận hành của cái hiện tại bên mình doanh nghiệp mình không phải chỉ có mình mình Hiện tại công ty mình có hơn 20 người lận Và hoạt động trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau chứ không chỉ riêng là việc bán máy công cụ là Mọi người có thể hiểu là ví dụ mọi người alo điện thoại Mà muốn gặp mình Thì thật sự là cũng hơi khó vì mình làm những cái việc khác nữa chứ không phải ngồi trực điện thoại để bán hàng à, Ok Rồi à, Sẵn đây thì mình chia sẻ mọi người luôn nếu có vấn đề gì Khó khăn trục chặt mọi người alo trước nếu giải quyết không được, được, được. Mọi người Không hài lòng không thể nào được hết thì mọi người cứ lên review còn nếu mà chưa thì please đừng có review một cách vỏ vàng như vậy vì những cái review này nó ảnh hưởng khá là nhiều đến những cái uh, cái, cái 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 gây dựng của bên mình thật sự là mình nói cái, uh, ảnh hưởng ở đây là ảnh hưởng tới cái mức độ đánh giá sau như mình 4 đến năm trên năm sau uh, còn ví dụ đánh giá của mọi người thì nếu đánh giá đó không đúng thì đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì hết tại vì mình sẵn sàng đối chấp và sẵn sàng giải thích mọi cái đánh giá sai trên cái À, trang này yeah. còn khi tại vì khi mình tin khi mọi người vô mọi người đọc mọi người sẽ biết được cái nào đúng cái nào sai còn khi mà mình nhìn vô cái tổng quan giống như thế này à, là vừa bốn trên ở cái trang này được bốn trên năm sao thôi còn ví trang gì năm trên năm sao vân 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 thì cái đó nó chỉ ảnh hưởng cái tổng số điểm thôi còn cái chi tiết thì nó không quan trọng lắm Xin chào mọi người, bây giờ mình sẽ đi ăn đây. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ. Đâu rồi?